bâng khuâng đứng giữa giếng khơi, mà sao cảm thấy cuộc đời nở hoa. Giếng này là giếng của ta, giếng này là giếng báo la ân tình. Yêu giếng quá ơi, giếng của mình. Yêu giếng quá, yêu ân tình giếng. À, hay quá cơ. Trời ơi, thì sướng chưa? Dạ. Đấy, bà đã bảo mà lại mua cái giếng này là đúng luôn rồi. Dạ, vâng. Mà mày có biết không? Dạ. Ngày xưa nhá, ông mày mất bao nhiêu công mới dựng được cái giếng này. Dạ, đấy. Dạ. Cảm ơn ông bà rất nhiều ạ. Từ ngày có cái giếng này là con cảm thấy sống như tháng ngày ấm êm. Ôi giời ơi. Dạ, hạnh phúc này lại tăng nhiều thêm, cho nên là con muốn ấm êm suốt đời. Ôi giời ơi, hay quá. Dạ. Nghe ông nói đây này. Dạ. Cái giếng này, người khác đã trả ông bà bằng 3 lần tiền mày đúng trả. Dạ. Nhưng là ông thương, là ông thương chúng mày hiền lành, khờ khạo. Dạ. Mà nó có khờ khối nữa. Ừ, này, tôi thấy mà cả cái làng cái tổng đấy đứa nào nó ác miệng thế nhỉ? Dạ. Nó cứ đặt điều, nó bảo là thằng này thằng khờ, thằng khờ. Rồi này, tôi nói thật là nó còn khờ hơn khối người. Đúng nó khờ, mà nó lại biết mua cái giếng này. Nó khờ. Mà nó lại có con vợ xinh nhất cái tổng này. Ai xinh? Thì ông nói cũng có phần đúng à. Nói thật sự với bà chứ cứ làng trên xóm dưới này đố đứa nào mà nó đẹp như vợ con đấy. Còn cái loại như này á, xanh dép. Này, mày bảo ai là cái loại như này? Con bảo cái con vợ con của An nói theo ông. Này, nói thay ông. Tao nói cho mày biết nhất. Bà thì... bà thương vợ chồng nhà mày. Dạ vâng. Ôi giời, nghĩ cũng khổ. Thế bà về bà nói với ông là thôi, thương vợ chồng nó, vâng, bán cho vợ chồng nó cái giếng. Vâng. Chứ còn thực ra mà bà chẳng muốn bán đâu. Vâng. Mới lại thứ hai nữa là nhà bà ấy thì cũng không có cái thói quen là ăn giếng, nước giếng. Vâng, vâng. Mà ông mày thì lại chỉ thích ăn nước dời thôi nhỉ. Nước mưa. Vâng, vâng, vâng. Nhưng mà hôm nay nhá, bà là bà thay đổi quyết định rồi. Okay, bà không bán nữa. Bà về. Ôi trời, bà ơi. Đi về. Không bán nữa. Về. Đi về. Đi về. Ngủ thế. Ngủ thế. Tôi bảo ông đấy. Kéo xuống. Kéo cái gì? Khổ quá, kéo xuống. Thằng kia. Dạ. Vào đây. Dạ. Mày xin lỗi bà ngay. Dạ, không dạ. Bà không bán đâu. Dạ, không bán nữa. Thôi bà ơi. Cái bà, gì? Bà bớt giận. Con xin lỗi bà. Xin xuống à? Chúng con thì thôi, chúng con là bề dưới. Ồ. Có điều gì không nên không phải thì mong được xá tội ạ. Xin đây, không à, xin đây, không. Đây con có tiền ạ. Trả ông bà luôn. Trả thêm cho ông bà. Dạ. Đấy. Thôi đưa đây bà mở cho. Mày không quen mở. Dạ, vợ con nó buộc. Đủ chưa? Dạ đủ đấy ạ. Rồi mày buộc chặt quá. Vợ con nó buộc chặt quá. Không nói cho mày biết nhé. Dạ, dạ. Nẻ vợ chồng mày nó là cái người mà tình cảm. Dạ vâng. Chân thành. Dạ. Vợ thì lại xinh đẹp. Xinh đẹp hiền lành. Dạ, ông vâng. Mới bán nhá. Vâng. Không còn lâu ông mới dạ, bán. Vâng ạ. Yeah. Đấy nhá. Đội bây giờ ông bà. Bán cho cái giếng này rồi. Vâng. Thì nhớ giữ gìn nó cẩn thận. Dạ vâng ạ. Nó như là cái trái tim của ông ấy. Dạ. Ông bán cho mày mà ông đau xót lắm ấy. Dạ. Nhớ. Dạ vâng. Là phải giữ gìn. Dạ. Dạ đội ơi sạch ông sẽ. Bà. Dạ vâng. Thế ông bà về. Ông bà về. Dạ, rước về. Ông bà. Dạ. Bà về nhá. Dạ vâng ạ, rước ông bà lại nhà. Dạ. Nhớ đấy. Dạ vâng ạ. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, con có giếng rồi. Từ đây sẽ có cuộc đời đổi thay. Cảm ơn cho cái giếng này. Bây giờ con sẽ sống những ngày ấm no. Mình ơi! Mình! Mình ơi, ra ăn cơm đi! Ôi giời ơi, gâm ngủ. Chưa chay, chưa chật, mới thèm dậy. Ôi giời ơi, tôi đi ra ăn cơm nhanh lên! Đây. Úi giời. Ăn cơm đi mình. Ăn cơm đi mình. Ăn đi cho nó nóng. Ngủ thì ngủ nhưng mà đến giờ ăn là phải dậy ăn. Đây rồi. Đây, mời mình miếng bánh chưng này. Đây, ngon không? Tìm cái gì? Thế không có cái gì cay cay. Cay cay cái gì? Giờ này là giờ ăn cơm nhá, chứ không phải giờ uống. Ăn đi.
thì mới bán được cái giếng thì cũng phải thưởng cho tí cay cay để cho nó đưa cơm như vậy. Dạ ui, gom nữa, bán cái giếng mà cứ làm như là cái gì to tát lắm ý. Này tôi nói cho ông biết nhá, bán đi là mất ấy, chứ không phải là được đâu. Mất cái gì ạ? Mất cái giếng. Cái giếng đấy khổ thật đấy, nhà mình có dùng đến nó đâu. Để rồi cỏ mọc rêu phong ra, rồi có khi rồi ếch nhái nó vào, nó lại làm chỗ nó đẻ trứng như vậy. Ê. Tôi nói cho ông nghe này, cái giếng nó có để đấy mà cỏ nó có mọc rêu phong ấy, thì nó vẫn là giếng của nhà mình, đúng không? Thế bây giờ mình bán đi thì nó không phải là của nhà mình nữa, thế có phải là mất đâu, đúng không? Nhưng mà ôi giời ơi, nhưng mà nhị gì nữa. Tôi nói cho ông biết nhá, ông ấy mà nhìn thì to cao thế thôi, thế nhưng mà đầu ấy mà cũng chỉ để cắm ở trên cổ thôi. Cô này hả? Sao bà lại ác khẩu với chồng bà thế nhỉ? Thế thì tôi nói thì không đúng rồi. Cái giếng đấy nhà mình có dùng đến nước đâu, mà nhà mình toàn ăn nước mưa. Thế thì bán đi để làm cái gì? Thế tôi nói sai à? Hả? Thế cái đầu của ông có phải cắm ở trên cổ không? Nhưng mà quan trọng là nó không nghĩ ra được cái gì, hiểu không? Thế là như nào? Bà nói nghĩa là người ta có to cao mà đầu cắm ở trên cổ thì ít ra người ta cũng phải thông minh. Đằng này mà chỉ có ăn, chả được cái việc gì. Ăn đâu, rượu đâu. Thế như nào? Thôi tóm lại là thế này, để tôi nói cho ông nghe nhá. Cái giếng nhà mình, đúng không? Tuy là mình không dùng đến, thế nhưng mà để lại thì nó vẫn là của mình. Mà bán đi thì nó là của người khác. Ông nghe chưa? Thế bây giờ ông bán cái giếng đi rồi, đúng không? Thì mình lấy nước ở đâu ra mà ăn nữa? Có phải là tôi lại phải đi xuống tận cuối làng tôi lấy nước về để ăn nữa không? Ấy! Thế hay là thôi, đòi lại không bán ôi nữa. Rồi ôi, rốt lắm. Bây giờ thế này, tôi hỏi ông nhá, ông có muốn là mình bán một cái giếng ấy mà lại là thành bán hai cái giếng không? Ấy! Hiểu không? Bình tĩnh để tôi ngẫm. Bán một cái giếng mà lại thành hai cái giếng. Ôi trời ơi, ngẫm ra chưa? Hả? Nghĩa là nhá, nhà mình có một cái giếng ấy, thế nhưng mà khi mình bán lại bán được hai cái giếng. Ấy! Kinh không? Là sao nhỉ? Nhà mình có một cái giếng không ạ? Ôi trời ơi, chắc ông đang nghĩ là đào thêm cái nữa để bán đúng không? Thì mới là thành hai. Còn lâu nhá. Bây giờ thế này, cái thằng ngố ấy, nó nổi tiếng ở cái làng này là nó ngố, nó không biết cái gì. Con vợ nó khôn ngoan thật đấy, nhưng mà làm sao mà lại được với tôi, đúng không? Là như nào? Là thế này, mai ông gặp nó, ông bảo với nó ấy là ông bán cho mày cái giếng. Nhưng mà là ông chỉ bán cái giếng thôi. Thì đúng rồi, thì bán cái giếng thì bán cái giếng, chẳng nhẽ lại thành bán cái nhà. Chưa nói xong, ông chỉ bán cái giếng, mày chỉ được sử dụng cái giếng. Thì chẳng nghĩa nó lại sử dụng cái nhà. Khổ quá, đã bảo chưa nói xong mà lại cứ sồn lên. Bán cái giếng, mày chỉ được sử dụng cái giếng, còn cái nước ở trong giếng là của ông. Là như nào? Nghĩa là ông chỉ bán cái giếng, ông không bán nước trong giếng, ông nghe chưa? Tức là bán cho nó cái giếng, mà lại là bán cái giếng. Bán cái giếng mà lại là không bán cái giếng. Thôi bạn tóm lại cho làm sao nó rõ ràng đi, mà nói rắm rối tôi chả hiểu cái quá, gì. Nghĩa là thế này này, ông bán cho nó cái giếng nhưng nó không được sử dụng nước ở trong giếng, mà cái nước ở trong giếng ấy là mình lấy về để mình dùng, tôi đỡ phải đi cuối làng tôi lấy nước giếng ra, ông hiểu chưa? Đấy, mà nếu nó muốn mua cái nước ở trong giếng đó thì nó phải trả tiền thêm cho mình một lần nữa, thì có phải là hai cái giếng không? Tức là bà chỉ bán cái giếng nhưng mà đúng, là cái vỏ giếng. Đúng rồi. Thế còn cái nước ở trong giếng là vẫn là của mình. Đúng. Nhưng mà nó có chịu không? Ôi trời ơi, tôi đã bảo ông rồi, cái thằng ngố ấy nó biết cái gì mà chịu với không chịu. Còn con vợ nó nhá, ôi trời ơi, nhìn thấy tôi thì có mà làm sao mà so sánh được với tôi. Trần đời tôi chưa từng thấy người nào nó lại thông minh như bà. Chứ còn gì nữa. Mà nó lại nghĩ ra được những một cái kế mà nó gọi là sâu thẳm như ôi bà. Ôi dồi ôi. Bà bắt chẹt con người ta không cựa vào đâu được. Tôi kính phục bà. Kính phục bà. Thế
cho thêm chút rượu đi. Rượu riếc gì? Ăn đi. Ăn cơm mà nó không có cái cay cay nó không nuốt được. Cho tôi thêm chút rượu đi. Rượu chè cái gì? Ăn đi. Rồi ngày mai ấy uống nước giếng. Rồi ạ. Đi đâu mà giờ này còn chưa về? Trời ơi, đi đâu mà giờ này mới về? Này, sao thế? Chán quá mình ạ. Ồ, sao mà chán? Không nghĩ gì, vợ chồng mình lại gặp cái hoàn cảnh quá là buồn. Hoàn cảnh gì thì phải nói ra, mình không nói làm tôi sốt hết cả ruột đây này. Bị lừa rồi mình ạ. Bị lừa á? Nhưng mà ai lừa? Vợ chồng nhà lão Phú. Ôi trời ơi, mình kể rõ cho tôi nghe xem nào. Tôi sốt ruột lắm rồi đấy này. Vợ bảo tôi sang đấy là mua cái giếng nhà ông bà Phú đúng không? Thế nên mình có mua không? Có, tôi làm đúng như lời vợ dặn. Ê, thì mình mua giếng rồi. Hôm nay sang ông bà ấy lật lọng, ông bà bảo là tao chỉ bán cho vợ chồng mày cái giếng thôi, còn cái nước thì tao không bán. À, đấy, đang định muốn là bây giờ gánh nước để kiếm cái công lấy cái tiền tiêu Tết. Thì đúng là thế rồi. Thế bây giờ lại bảo là tao chỉ bán giếng thôi, còn nước của nhà tao. Đúng, muốn là mua nước thì phải đưa tiền đây tao bán cho. Ôi trời ơi, đúng là ông bà Phú này thấy mình hiền nên là lừa mình đấy mà. Để tôi sang. Thôi sang chiếc cái gì? Sang mới đấy, bây giờ rất là nguy hiểm. Ở nhà đi. Sao mà nguy hiểm? Bị cắn đấy. Tôi á, tôi sợ gì ai? Sợ gì ai? Ông bà ấy không cắn, mà là chó nhà ông bà ấy cắn. Tôi vừa bị đớp mấy phát vào mông như này. Đâu? Đây. Xem nào. Ui dồi ôi. Tung tấy cả lên đây. Thôi, đi vào nhà. Để tôi lấy dầu tôi bóp cho. Để mai nhá, tôi sang tôi nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Nhá, đi. Đi vào nhà. Mệt. Ủa, đi từ từ rồi. Thôi. Chỉ vì cái giếng mà nó đớp cho mấy miếng mà mông như này. Ôi trời ơi. Này, bây giờ nghĩ lại chứ, tôi phải công nhận là mình thông minh thật đấy. Này nhá, bán cái giếng đúng không? Mà lại không bán cái giếng ấy, mà vẫn là bán cái giếng. Giời ơi, không phải vai. Không phải là tôi quái, mà là tôi tôn vinh cái trí tuệ của bà. Đây rồi, đây. Không, ừ, cái gì đấy? Dạ, ông bà đây ông rồi. Bà. Cái gì đấy? Rồi. Dạ, bẩm ông bà. Dạ. Ông bà bán cho nhà con cái giếng. Dạ. Sao không cho nhà con múc nước hả? Dạ. Con này xin bà hỗn nhỉ? Tao hỏi mày. Dạ. Thằng này, dạ, mày mua cái gì? Con mua cái giếng ạ. Mày nghe rõ chưa? Dạ vâng. Dạ, vâng. Mày mua cái giếng. Đúng. Tao bán cho mày cái giếng. Đúng. Chứ mày có mua nước ở dưới giếng đâu mà mày đòi múc. Thế là ông bà lừa nhà con. Ông bà thấy chồng con khủng khờ, thế là ông bà lừa đúng không ạ? Này. Dạ. Con kia. Dạ. Mày vừa bảo ai lừa đấy? Hả? Bà nói cho mày biết nhá. Mày đừng có tưởng mày nỏ mồm mày đến đây mà cãi nhau tay đôi với bà nhá. Láo. Bà nói cho biết đây này. Bà là bà bán cái giếng nhá, chứ bà không bán cái nước, hiểu chưa? Đứa nào mà động vào nước của bà nhá, bà chặt chân luôn, nghe chưa? Chặt tay luôn. Bà này tôi. Mà con kia. Dạ. Mày bảo ai khù khờ? Dạ thì chồng con khù khờ ạ. Nó khù khờ mà nó lại lấy được vợ xinh như mày. Hả? Hả? Ui, cái gì đây? Vào mặt. Cái gì? Bảo ai xinh hả? Kích lên. Cái gì? Kích xinh đúng không? Kích xinh. Sao anh mà ổ đi? Sao mà ôm cái giếng đi? Bà đừng có hỗn hào nhá. Cái mặt tôi lại phải đi ở với cái ngữ này á. Thèm vào nhá. Thèm vào. Thôi bây giờ thế này, không nói nhiều nhá. Cái giếng thì tao đã bán cho mày rồi, đúng không? Bây giờ muốn mua thêm cái nước cái gì? Đúng không? Tiền. Tiền. Đưa tiền đây.
Thôi không nói với cái loại này nữa. Ông bà ơi, cả cuộc đời vợ chồng con có bao nhiêu vốn liếng, con đổ hết vào để mua cái giếng này. Bây giờ ông bà bán cho con cái giếng mà nước thì lại giữ lại thế này thì bọn con sống bằng cái gì? Đấy là việc của mày. Ôi trời ơi, ông trời ơi, người ta bán giếng cho con nước giữ lại, hỏi con được không? Trời ơi, đấy là việc của chúng mày. Mình không phải đôi co với lại cái dòng giống này nhé. Thôi đi về. Ông bà phải trả tiền lại cho chúng con. Tiền đâu rồi, trả tiền cho bà con. Con này, này, thằng này. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy? Dạ, chào con lớn ạ. Dạ, không có chuyện gì. Có đấy ạ, dạ. Dạ, bẩm quan ạ. Chuyện là như thế này ạ. Nhà con có mua của nhà ông bà phú ông cái giếng, mà bây giờ ông bà bảo mỗi lần sang múc nước là phải trả tiền ạ. Ta hiểu rồi. Nhà ngươi mua cái giếng ở nhà phú ông. Dạ vâng ạ. Chứ không mua nước đúng không? Dạ vâng ạ. Đúng ạ. Thế họ không cho múc nước là đúng rồi. Dạ vâng. Nhưng mà quan ơi, tất cả tài sản nhà con tích góp vào để mua cái giếng này đấy ạ. Dạ bẩm quan, như thế thì vợ con biết sống ở đâu được ạ? Dạ vâng, đúng rồi quan ạ. Tất cả tiền tích góp. Không sao, không sao. Cứ đứng dậy. Dạ vâng ạ. Dạ đôi ơn quan lớn ạ. Vợ chồng ngươi mua cái giếng bao nhiêu tiền? Dạ 20 quan tiền ạ. Quá rẻ. Bây giờ ta thuê lại cái giếng được không? Dạ. Nhưng quan... Đó là việc của ta. Lính. Đây là 20 quan tiền. Dạ, con đội ơn quan ạ. Cứ cầm lấy. Ông Phú này. Dạ. Dạ. Cái giếng này bây giờ là của ta đúng không? Dạ, vâng ạ. Nước ở trong giếng là của vợ chồng Phú đúng không? Dạ, dạ, ơi, vâng ạ. Dạ. Vậy vợ chồng Phú hãy múc hết nước ở trong giếng cho ta. Nhưng mà sao lại phải múc ạ? Thì cái giếng này bây giờ là của ta. Ta không cho vợ chồng Phú để nước trong giếng nữa. Ôi giời ơi, quan ơi. Quan. Dạ, bẩm quan, cái giếng nhà con bao nhiêu đời dạ. nay nó chỉ có đầy nước lên thôi. Dạ, vâng ạ. Vì bên dưới nó có mạch, dạ. mạch ngầm. Dạ, bây giờ mà quan mà bảo bọn con múc này thì khó quá. Dạ, vâng ạ, dạ, bẩm khó là việc của nhà các dạ, ngươi. Dạ, dạ, quan ơi, cho con xin nói một câu ạ. Dạ, quan ơi, bây giờ mà múc cái nước ở cái giếng này lên ý, thì quá khó ạ. Dạ, quan bắt bọn con làm như thế, chả hóa ra là bảo bọn con lên rời hái sao. Ôi, dạ, lên rời hái sao còn dễ hơn. Các ngươi chống lạnh ta có đúng không? Con lầy quan à, múc làm sao được à? Quan nó có mạch thì múc đến bao giờ mới xong, con lầy quan à. Các ngươi đã biết tội của mình chưa? Dạ, chúng con biết tội rồi à. Thôi được, đứng dậy. Dạ, đội ơn quan lớn à. Đội ơn quan lớn. Truyền thống tốt đẹp của người Việt ta là bầu ơi thương lấy bí cùng. Dạ. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Dạ. Các cụ đã có câu, bán anh em xa mua láng giềng gần. Dạ. Phải biết yêu thương đùm bọc chia sẻ lẫn nhau. Dạ. Hiểu chưa? Dạ, dạ chúng con thấm rồi ạ. Thế bây giờ cái giếng cái nước này là của ai? Dạ, là của vợ chồng anh Khờ. Dạ, con đồ ơn quan ạ. À, quan ơi, dạ con xin gửi lại quan ạ. Cái này vợ chồng anh chị cứ giữ lấy. Dạ, con đồ ơn quan. Dạ, đồ ơn quan lớn ạ. À. Đội ơn quan lớn. Dạ. Ui giời ơi, cháu mới quan thì không bán, bây giờ lại đi bán 20 quan. Dạ. Đúng là tham thì thâm. Đi về. Nhỏ đi. Con. Ui giời ơi. Mình ơi, thế là từ bây giờ cái giếng cái nước là của vợ chồng mình rồi. Vui quá mình ạ. À. Đúng rồi, trời Phật thương vợ chồng mình đấy. Mình ơi, tôi vui quá. Con cảm ơn trời Phật. Tưởng rằng mất giếng mất tiền, ai ngờ được hưởng phúc tiên phúc chân. Trời ơi, đẹp quá.
này. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi. Sao mà bà lại yêu cái tiếng này thế chứ lị? Một ngày mà bà không nghe thấy tiếng này là bà buồn lắm đi nha. Một hay một hay. Mà tiền nhiều như thế này mà tại sao cứ thấy nó trống hua trống hoắc cái nhỉ? Ô, thế chồng đâu ấy nhỉ? Chồng mới chả con. Đẹp quá. Thằng Nô đâu? Thằng Nô. Dạ. Con đây. Dạ. Quả chú ngoại quan ạ. Tiệt. Tiệt hồ sư mày. Tiệt. Ta tát vào mặt mày. Mày gọi ai là bò? Mày gọi ai là bò? Mày thích tao tống cổ mày ra ngoài đường không hả? Ôi, bò hiểu lầm ý con rồi. Mày lại gọi tao là bò à? Dạ, bò ở đây là con kính trọng bò đi ạ. Bò không biết đâu, ở bên cụ Lý, các giai nhân trong nhà đều gọi là bẩm bò Lý. Cho nên con mới bắt chiếc, con kính trọng bà con mới gọi bò như thế đấy ạ. Ở bên đấy người ta gọi thế à? Dạ đúng rồi ạ. Thế thì từ nay mày bảo với tất cả nô bộc ở trong nhà là phải gọi tao bằng bò. Dạ. Nghe rõ chưa? Dạ. Con nhớ rồi ạ, thưa bò. Thiên sư mày, ai cho mày buộc cái đầu như thế mày đi trêu người ta đúng không hả? Dạ thưa bò, oan cho con quá. Cái này là do ông nhà mình đấy ạ. Ông làm sao? Dạ mỗi lần ông đi chơi tổ tôm về, ông buồn, ông toàn gọi con sang vò đầu bứt tóc, xong ông cuốn cho con cái đầu này đấy ạ. Bò ơi. Gì? Con sang nhà cụ Lý chơi với ông, con thấy tiếc cho nhà mình quá. Sao mà tiếc? Con tiếc cho bà đó. Sao mà tiếc cho tao? Nhà mình củ ăn của để rất là nhiều, nhất là bò. Con thấy bò có tiền nhưng mà bò lại không có quyền. Ai bảo với mày là tao không có quyền? Ý mày nói là tao không có quyền đúng không? Mày có muốn tao có quyền không? Hả? Ô, con, tao tống cổ mày đi bây giờ để cho có quyền bây giờ. Bà cứ để yên để con nói. Cái quyền ở đây là bà chỉ có mắng được giai nhân trong nhà thôi. Nhưng bà ra ngoài đường, bà có mắng được ai đâu. Ừ nhỉ. Công nhận là nhà này rất nhiều tiền nhưng mà lại không có quyền. Đúng rồi. Thằng này có tư duy. Thế bây giờ phải làm như nào? Dạ, theo ngụ ý của con, nhà mình của cải thì thừa thãi đầy ra. Bà bảo ông nên mua một cái chức danh gì đó thì mình mới quát tháo được người ở ngoài chứ. Tư duy. Dạ. Gọi ông ra đây. Dạ, giờ này ông vẫn đang đánh tổ tôm chưa về bà. Giờ này mà vẫn đang đánh tổ tôm á? Dạ. Mày đi sang ngay gọi ông về đây cho bò à? Dạ. Thưa bò, con đi luôn. Nhỏ thế không biết. Cái lúc đang thua sâu thì cho cái thằng ấy sang gọi về. Cái lúc người ta thắng non thì không cho nó sang để gọi về. Thế thì đi tiếp đi. Đứng lại. Cái gì? Đi vào đây ngồi. Đi vào đây ngồi. Khổ quá. Nhưng mà có cái chuyện gì? Nghiêm túc đây này. Này, ông thấy tôi thế nào? Ý bà là gì? Tính cách ý.
Sao tự dưng hôm nay lại hỏi chuyện tính cách? Cứ trả lời đi. Nói thật nhá, có dám nghe không? Cứ nói đi. Thôi. Ok. Có nói không thì bảo. Có nói không thì bảo. Nhưng mà bà hứa là bà không được đánh nữa đâu. Hứa. Bà thề đi. Thề. Bà ấy, tất cả bao hàm trong cái chữ đờ. Tôi biết ngay mà. Đẹp đúng không? Đánh đá đáo đẻ độc địa đu đẩn. Chồng mới trả con rồi ơi, dám bảo tôi là đánh đá đáo đẻ à? Tôi đánh đá đáo đẻ lúc nào hả? Bà thề bà hứa. Tôi bảo ai? Bà thề bà hứa là bà không đánh tôi rồi mà. Thề rồi à? Thề rồi. Úi dồi ôi, đúng tuổi ngựa, chuyên đa hậu. Tôi nói đùa thế thôi. Chứ tất cả con người bà nó vẫn ở trong chữ giờ. Dịu dàng, duyên dáng, đẹp. Đấy, ít ra là nó phải thế. Nhưng mà đẹp mà chả có quyền, chả làm ăn được gì. Úi giời, thế bà còn muốn quyền thế nào nữa hả? Bà thử xem ở trong cái nhà này, ý của bà nó có khác gì ý trời hả? Nhà mình thì nói làm gì, thiên hạ ấy chứ. Thiên hạ là sao? Thiên hạ nó đồn là nhà mình tiền thì có nhiều mà quyền thì không có, thế mới đau chứ nhỉ. À, ý của bà là bà muốn làm mẹ thiên hạ đúng không? Không phải thế. Ý tôi ý là tôi đẹp rồi mà chả có tí chức sắc gì cả. Chồng tôi cũng chẳng có tí chức sắc nào. Đấy, như ông Lý trưởng ấy, tiền thì nhà có nhiều bằng nhà mình đâu, thế mà vợ ơi cũng đường đường là vợ Lý trưởng. Nghe nó sang, nó ngoài. Sang đấy mà lấy lão Lý. Ồ, đây là nói thế chứ gớm. Tôi có thèm vào cái lão Lý tuét đấy. Chết. Bà thì cứ hay nói năng lộng ngôn. Người ta làm quan là người ta phải có học hành. Còn tôi một chữ bẻ đôi không biết, chỉ biết buôn bán thôi, tính tiền thôi. Làm ai sao mà làm biết quan được. Ai chả biết là ông một chữ bẻ đôi không biết. Thế nhưng người ta bảo rồi, tiền nhiều để làm gì? Mình có cách. Cách gì? Ông có biết nhà ông Quan Huyện Lạng Bên không? Ôi giời ơi, cái thằng Huyện Lạc này thì bà không thấy trước đi, tôi làm ăn chung với nó. Nè, nó có ngần đấy của là một tay tôi đưa cho nó đấy nha. Đấy, thế bây giờ sang bảo ông ấy cất nhắc cho một chức. Muộn rồi. Sao muộn? Về vườn rồi, người khác lên thay rồi. Dốt lắm. Thế cái lúc người ta đang đương chức đương quyền thì không nhờ vả để người ta cất nhắc cho một cái chức. Bây giờ người ta về vườn rồi thì có nói làm gì nữa. Úi giời ơi. Này, đây không thèm nhờ nhé. Cái thằng ấy làm quan nhưng mà nó dốt bỏ cha này. Dốt mà người ta cũng làm quan. Ừ nhỉ. Mà sao cái thằng ấy nó dốt thế mà nó lại làm quan? Thế mà trong khi mình là người làm ra tiền cho nó, mình lại làm dân thường. Thế ý bà thế nào? Này, tôi có ý như thế này nhá. Trước lạ sau quen, ông cứ mua lấy một cái chức. Mua? Biết ý tứ người ta thế nào mà mua. Mà bà cứ làm như là mua quan bán chức, nó như là mua mớ rau ngoài chợ. Người ta đã bảo rồi, cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Mà nhà mình thì không có gì ngoài tiền. Tóm lại là bằng mọi cách ông phải mua lên một cái chức. Thế bây giờ ông có mua không? Ui, đừng có đá.
mua thì mua. Kiểu gì từ giờ đến Tết cũng phải có một cái chất. Tuân lệnh. Rồi sắp đến chưa? Ồ, sao rồi? Sao rồi đi mãi quanh quanh nó lại về đây nhỉ? Ê, tôi chán ông thật đi. Hay là thôi ông đi luôn đi, ông đi một mình đi. Gớm có từ đây đi sang nhà quan lớn thôi mà đi bao nhiêu bận rồi đến bây giờ vẫn cứ nhầm, vẫn cứ lạc. Tôi sợ ông thật đi. Khổ quá. Ông đi một mình đi, tôi không đi nữa, tôi đi về đây. Bà buồn cười nhỉ. Đây là quan mới chứ không phải quan cũ đâu. Quan cũ nghỉ rồi, bây giờ quan mới lên, mới nhậm chức ở đây, tôi làm sao tôi biết nhà ông được. Mới hay không thì ông cũng phải xem xét chứ. Ông cũng phải điều tra xem là như thế nào chứ. Hả? Thì đấy. Ông ấy, cái tính của ông không bao giờ thay đổi. Đấy là làm cái gì không bao giờ đến đầu đến đũa, cứ được nửa chừng là đứt cái phợt. Chán lắm cơ. Thì đấy, thì tôi có tìm hiểu rồi, tôi có hỏi rồi thì mới biết là nhà ông quan ông mới chuyển về cái thôn này. Chán. Nhưng mà sao mà đi mãi rồi quanh quanh nó lại về đây là thế nào nhỉ? Quanh quanh nó lại về đây. Tôi tưởng là cái đường này ông phải thuộc như lòng bàn tay chứ. À, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu vì sao mà ông đi từ bấy đến giờ quanh quanh nó lại về đây. Ừ, con đường xưa anh đi mà. Gớm. Ở đây có người thương trộm thương kẻ nhớ mà. Gớm. Đi đến đây á, chắc là cố tình đi lạc, cố tình đi chậm để ôn lại kỷ niệm xưa. Lạ gì. Bà có thôi đi không hả? Tôi không thôi đấy. Bao nhiêu năm nay rồi ai có quá khứ. Bà cứ làm như thế thì tôi là người yêu đầu tiên của bà ấy. Ôi giời ơi, tôi còn lạ gì ông đi guốc vào bụng ông ấy. Guốc cái gì? Thế bây giờ người ta đi đâu thì người ta làm gì, làm sao mà tôi biết được mà bao nhiêu năm rồi còn thầm thương trộm nhớ cái gì. Từ ngày lấy bà xem tôi có bao giờ tôi tơ tưởng đến một người phụ nữ nào khác không hả? Biết màn cũ lúc nào? Mà nào? Nhưng gặp người ta ở đâu mà biết người ta thế đâu mà... không nói nhiều nữa. Bây giờ ông đã không nhớ được thì ông phải tìm xem ở đây có ai để ông hỏi đường cho nó nhanh. Chứ bây giờ cứ ngồi đây như thế này, tôi cũng không đến được nhà quan lớn đâu. Có thì tôi bảo ông là ông có đi không? Hả? Ôi trời ơi. Mày có sao không? Mắt mày mù à? Mày đây mày không nhìn thấy đường à? Mà mày đâm vào bà như thế này hả? Trời ơi, tôi chết rồi, gãy xương bà rồi. Cho mình có sao không? Mình có sao? Dạ, tôi xin lỗi ạ. Cái cô kia. Đi đâu mà cứ lao mầm như thế là thế nào hả? Dạ, tôi xin lỗi ạ. Anh ớt. Hóa ra là người quen. Người quen à? Kìa, chào người quen đi chứ. Quen gì cái loại này quen. Ôi. Liễu à? Sao trông già đấy? Vẫn manh áo như ngày xưa thôi à? Dạ, nếu không có việc gì thì tôi xin phép ạ. Này. Ấy kìa, mày. Im. Mày vừa va vào bà đấy. Hả? Mày va vào bà thế bây giờ mày định thế nào nhỉ? Dạ, thế bây giờ bà muốn như nào ạ? Bà muốn mày phải bắt đền bà. Mày làm xước áo của bà rồi. Mà mày có biết là lụa để may tấm áo này bà phải đặt hàng bao nhiêu lâu mới có không? Mày phải bồi thường tiền cho bà. Dạ, tôi nghĩ là tôi không làm xước gì quần áo của bà thì tôi xin lỗi bà rồi. À, con này hóa ra là mày bảo bà điêu đúng không? Mày không làm xước áo của bà thì làm sao bà bắt đền mày được? Thôi, hả? Mày có thích bà giải mày lên quan không? Thôi, mình... Mồm. Bà ơi, chuyện không có gì to tát thì nếu bỏ qua được, bà bỏ qua cho tôi. Bà không bỏ qua được đấy. Vậy bây giờ bà muốn như nào ạ? Bà muốn mày phải đền bà tiền. Thế bây giờ bà muốn tôi phải đền bao nhiêu ạ? 100 quan tiền. Cái gì? Tại sao lại nhiều như thế? Nhiều đúng không? Bà biết là cả nhà mày cũng làm gì có tiền. Chồng này có khác gì cái rẻ rách không? Mà đấy nhá, may cho ông ấy là ngày xưa không vớ cái ngữ này về đấy.
Chứ nếu vớ cái ngữ này về làm vợ ấy thì bây giờ cũng rẻ rách khác gì nhau đâu. Bà nói cho nó hẳn thôi. Hợp đấy, đồng điệu đấy. Lại đi, lại đi. Bà vừa phải thôi. Thôi thôi. Thôi hẳn chưa? Thế thì ông ngồi im đấy để cho tôi giải quyết nhá. Nào, bây giờ mày định thế nào đây? Thế bây giờ bà muốn tôi phải như nào à? Nếu như mày không có tiền thì quỳ xuống xin lỗi bà. Bà sẽ tha cho, bà thí cho. Còn nếu không, chui qua đây mà đi. Bà có đáng quá rồi đấy nhá. Tôi không nói chuyện với bà. Thôi, nó vừa bẩn này, nó vừa nghèo hèn như thế, làm sao mà nó so sánh được với mình? Ghen tuồng làm gì cho nó mệt người. Thôi, đi. Hai vợ chồng mình đi nhá, không có muộn nhá. Bỏ ra. Này. Bà làm gì ấy? Bảo xấu cơ mà. Bảo bẩn cơ mà. Ngoái lại làm gì? Ôi giời. Tiếc à? Tiếc cái gì? Người ta nhìn xem có ai không để người ta hỏi đường. Dạo ơi. Dạ bẩm quan ạ. Có hai vợ chồng nhà ông Phú họ Lê ở bên thôn Đoài muốn xin vào diện kiến quan ạ. Phú họ Lê à? Dạ. Thôn Đoài à? Dạ. Ta có quen ông Phú họ Lê đâu nhỉ? Dạ bẩm quan thấy có cho vào không ạ? Thôi được rồi, cứ cho vợ chồng hắn vào đây. Dạ. Mời hai ông bà vào ạ. Dạ. Vâng, đội đội ơn ạ, đội ơn. Vâng, xin mời. Dạ. Vợ chồng con kính chào quan lớn ạ. Lớn sao thế? Đã có làm gì nhà ngươi đâu mà sao phải lập cập thế? Không hiểu, nhìn thấy quan là không. Vợ chồng nhà ngươi là ai? Dạ bẩm quan, vợ chồng con là Phú họ Lê ở bên thôn Đoài ạ. Dạ. Thế hôm nay đến đây có việc gì? Dạ hôm nay vợ chồng chúng con đến đây là để chào quan lớn ạ. Chào ta? Dạ. Thế chào xong chưa? Dạ rồi ạ. Về. Dạ bẩm quan là hôm nay vợ chồng chúng con đến đây là để chào và hỏi quan lớn ạ. Hỏi. Dạ. Chào hỏi à? Dạ. Thế thì hỏi đi. Dạ bẩm quan, việc thứ nhất là nhờ ơn quan lớn chỉ đường dạy bảo. Thế nên là dân chúng bọn con năm nay là mùa màng bội thu, dân làng thì ấm no. Đấy. Thế nên là vợ chồng chúng con hôm nay đại diện dân làng sang đây có chút lòng thành để đội ơn quan lớn ạ. Mùa màng bội thu ấy. Dạ. Thì là do bà con chăm chỉ chịu khó. Có cái việc kia ấy là bổn phận của ta. Có cái gì đâu mà vợ chồng nhà ngươi nói quá thế. Dạ. Thôi mang quà về đi. Dạ bẩm quan còn việc thứ hai nữa. Việc thứ hai à? Dạ. Thôi được rồi, mời hai vợ chồng nhà ngươi ngồi. Dạ đội ơn quan lớn ạ. Dạ tạ ơn quan lớn ạ. Quà hả? Dạ đây là chút lòng thành ạ. Cái gì đấy? Quà vàng bạc.
châu báu. Thôi được rồi. Rồi. Dạ. Dạ. Dạ thưa quan là sao? Việc thứ hai là là gì? Là nhiều như thế là cháy đấy. Dạ dạ. Dạ bẩm quan là sao? Nói. Dạ bóng của quan lớn quá thế nên là sợ đè có... đúng không? Gọi là bóng đè đấy. Hắn nói hàm hồ. Ai đè ai? Dạ không ạ. Dạ quan lượng thứ ạ. Dạ thôi thì con cũng xin mạo muội thưa với quan là vợ chồng chúng con sau bao nhiêu năm chăm chỉ làm lụng thì bây giờ cũng có của ăn của để, tích góp được một chút vốn gọi là kha khá. Tốt. Thế nên hôm nay vợ chồng chúng con mạo muội sang đây kính xin quan làm sắm cho chồng con một cái chức ạ. Sắm chức á? Dạ. Có nghĩa là mua chức á? Dạ, mua chức. Hai vợ chồng nhà ngươi láo thật đấy. Dạ, dạ. Dám đến đây để mặc cả mua qua bán chức của ta. Dạ, không ạ. Mong quan bớt giận. Dạ, dạ. Ý vợ còn nói là cho chúng con được ở gần quan. Dạ. Để quan dạy bảo. Dạ. Bọn con nâng khăn sửa túi cho quan. Dạ, vâng ạ. Thứ nhất, cái việc nâng khăn sửa túi cho ta ấy, dạ, thì đã có quan bà. Dạ. Không đến mặt nhà ngươi. À, dạ, vâng. Dạ. Thế nhà ngươi muốn làm vợ ta à? Không, 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 dạ. Không, ý, không ý vợ chồng con muốn là nói là hầu hạ quan. Dạ, để quan, quan dạy bảo ạ. Hầu hạ ta, dạ, thì đã có giai nhân nhà ta rồi. Dạ, con bà. Dạ, thế con, vợ chồng con xin phép được gặp con bà. Dạ, để chào hỏi một câu con bà. Muốn gặp quan bà? Dạ. Thôi được rồi, muốn gặp thì ta sẽ cho gặp. Dạ, dạ đội ơn quan ạ. Hai vợ chồng nhà ngươi cứ ngồi đây nhá. Dạ, đội ơn quan ạ. Đội ơn quan ạ. Quan này có vẻ cứng quá. Quan đã cứng rồi thì bây giờ mình phải đi được quan bà. Mong là quan bà mềm. Quan bà. Dạ, vợ chồng dạ, con kính chào quan bà. Không dám, chào ông bà. Dạ. Mày! Dạ, quan bà ơi, con đúng là người trần mắt thịt, có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Ban sáng con có điều gì không nên không phải thì mong quan bà rộng lượng tha thứ ạ. Mong quan bà đèn rời soi xét ạ. Dạ, tạ lỗi quan bà. Liễu nào? Người ăn nói cho cẩn thận. Dạ, quan bà đèn rời soi xét ạ. Tha tội ạ. Quan bà tha tội. Nghe nói là hai người muốn gặp ta, có việc gì? Dạ. Thì. Liễu là vợ của quan à? Phải. Dạ, bẩm quan bà. Thôi thì con cũng xin mạo muội thưa với bà. Dù gì cũng là người quen biết. Thì mong quan bà rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm của con. Và xin quan bà nói với cả quan ông, nể tình là người quen biết, sắm cho chồng con một cái chức ạ. Cùng là người cùng làng với nhau. Dạ. Mong quan bà đội ơn ạ. Nhưng mà quan bà ơi, quan bà cho con hỏi quan bà một câu ạ. Ngươi hỏi đi. Sáng nay con thấy quan bà ăn vận nó tuềnh toàng như thế là quan bà... Để ta nói cho các ngươi biết, lâu rồi ta không về thăm cha mẹ. Dạ. Hôm nay ta muốn ăn mặc thật giản dị để trở về thăm cha mẹ và muốn tạo sự gần gũi với người thân. À, chết chưa? Dạ, mong quan bà tha lỗi. Bẩm quan bà, mong quan bà xá tội vợ con nó người trần mắt thịt, nó không biết dạ. Cho nên nó đã dám vô lễ với quan bà. Dạ vâng ạ. Thôi thì cũng mong quan bà nể tình xưa
cùng làng, cùng xóm ngày dạ. xưa. Thì mong quan bà nói với quan ông bán cho con cái chức ạ. Bán chức à? Dạ. dạ. Các ngươi chưa có chức có quyền mà các ngươi còn hống hách ngang ngược, không coi dân nghèo ra gì hết. Thì thử hỏi, khi các ngươi có chức có quyền rồi thì các ngươi còn hống hách ngang ngược như thế nào nữa? Quá ai? Ngồi đâu? Dạ. Đuổi thằng cỏ hai người này ra khỏi phụ ta. Dạ, dạ quan bà ơi. Đội, quần mong bà ơi. Quân bà xá tội, dạ, mong vâng quân à. Bà xá tội à. À, phải rồi. Còn chiếc áo của ngươi, ngươi muốn ta đền bao nhiêu tiền? À, dạ, không, 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 không. À. Dạ, mong quan bà lượng thứ, mong quan bà đại xá. Đại xá, chết chưa? Sống ở trên đời ấy, đừng có đánh giá con người ta thông qua bộ quần áo. Dạ, dạ mong mong quan bà đại xá cho. Ngồi đâu? Dạ. Đuổi dạ. hai người này ra khỏi phủ cho ta. Dạ. Các ngươi cầm về đi. Đi. Dạ. Nhanh. Dạ. Dạ. Kính chào quan bà. Dạ. Trời ơi, ông có đứng lại ngay cho tôi không? Ai ai ai. Đứng lại cho tôi. Trời ơi, điên lắm rồi nha, tôi điên lắm rồi. Ôi đứng lại. Tôi xin bà, tôi xin bà. Xin cái gì đứng lại? Tôi đâu rồi? Ông muốn lại không? Ông có biết là tôi đuổi ông tôi mệt lắm không? Thì bà có biết là tôi chạy cũng mệt lắm không? Thế thì ông đừng chạy nữa thì tôi sẽ không đuổi. Thì bà đừng có đuổi nữa, tôi không chạy. Nói tóm lại, tiền tôi đâu? Tiền, à? Tiền vỗ cánh bay đi. Trời ơi, tại sao nó lại vỗ cánh bay đi? Thì cũng như... tại vì là tôi muốn cái Tết này mình no ấm, có no thịt, ấm. Có cá. Có thì... cá cái gì? Ông có biết là cái số tiền đấy là từ đâu ra không? Có biết là từ lúc mà tôi tích góp được cái số tiền đấy là tôi phải nuôi một đàn lợn. Tôi cho nó ăn lớn, để đến bây giờ tôi bán đi được tí tiền, chuẩn bị đón Tết. Thì ôi dồi ôi, tiền đâu? Tôi mãi đi đánh gà. Tại sao đánh gà lại mất nhiều tiền thế? Hả? Thì tôi cũng muốn là cuối năm làm một quả thật đậm. Ừ. Để có tiền đưa cho bà sắm Tết. À, có tiền sắm Tết hả? Bây giờ nhá, tiền ăn cắm lợn cũng chẳng có nữa nhá, hiểu chưa? Bà nói thế nào? Mình là người đàng hoàng sao bà lại bảo mình là ăn cám, lợn với gà mới ăn cám. À, đúng rồi nhá, ông mà cứ cắm mặt vào mấy cái con gà đấy nhá, thì có ngày á không có cám lợn mà ăn luôn đấy nhá. À, bà nhớ nhá, bây giờ bà nhắc đến gà tôi mới nói nhá, chỉ vì bà mà con gà của tôi sáng nay nó mới thua. Nói làm sao mà thua, làm sao mà vì tôi? Bà không nhớ à, đêm qua bà bắt tôi hì hục cả đêm. Sáng ngày ra, con gà nó ra sới gà, nó cũng lù dạ lù dù, không đánh được, thế là cuối cùng nó thua. Lý do của ông chính đáng nhờ. Dạ thế đó. Do tôi đúng không? Chả do bà thì do ai? Ồ, hay nhờ. Tôi nói thật với bà nhá, chẳng qua là sáng này nhá, nó đen thôi nhá, chứ còn đỏ, quên đi. Úi dồi, sao ông lại có cái lý do chính đáng thế? Hóa ra là do tôi à, đỏ thì đen thì đen này, đỏ này. Tôi mà bắt được ông nhá, thì ông chết với tôi nhá. Đâu quái lạ, rõ ràng là vừa mới chạy đến đây cơ mà. Rồi. Ông cứ liệu thành hồn. Tưởng thế nào, đợi đấy mà ông về nhá. Đợi đấy ông về này. Ôi mình ơi, mình tha cho tôi rồi. Đi xuống ngay. Ừ, đây. Này, tôi nói cho ông biết nhá, ông mà không mang tiền về nhá, đừng có mà về cái nhà này. Được rồi. Tôi sẽ cố kiếm lại tiền để về giả cho mình. Này, ông nói được, ông làm được nhá. Xuống, đi về. Đi, tôi xuống. À, mình leo được lên đây, thế nhưng mà mình không biết cách xuống thế nào. Vợ ơi,
quay lại đón tôi, vợ ơi. Bà nó ơi, bà nó ơi. Bà nói cái gì? Không xuống đây mà họ đi mà nói cái gì đấy? Tôi bảo không phải làm đông nữa. Ôi trời ơi. Nói liên thuyền cái gì đấy? Giàu rồi. Không phải làm đông nữa. Đổi đời rồi. Ok. Bà không nghe tôi nói à? Nghe cái gì? Tôi không phải làm nữa. Đổi đời rồi, giàu rồi. Bình thường mà, có làm sao đâu. Bị làm sao đây? Thì vẫn bình thường. Nói liên thuyên cái gì chả hiểu gì cả. Này tôi bảo, hôm nay tôi đi qua nhà thằng Tuất, thì hai vợ chồng nhà nó cứ đang lúi húi thì thụt đào bới cái gì ở trong sân vườn nhà nó ấy. Đào bới thì làm sao liên quan gì đến mình? Khổ quá thì nói luôn đi. Phải để tôi nói đã nào. Tôi nghi là vợ chồng chúng nó chôn rất nhiều gia sản của cải tiền bạc ở trong cái chum đấy. Tiền á? Tiền. Gia tài á? Gia tài. Sợ hơi à? Tiền đi liền khúc ruột. Nó lại để cho ông biết. Tôi nói cho bà biết, bà phải nghe tôi nói đã. Chúng nó bảo là chúng nó gom được rất nhiều của cải vàng bạc mà tích góp bao nhiêu năm nay chôn xuống cái sân vườn đấy. Mà tôi đi qua tôi nghe thấy mà miếng mồi ngon thế này mà mình không lấy thì phí. Không ai nghe thấy, một mình ông nghe thấy. Tôi nhớ là chỉ có mình tôi, à có con gà nữa. Nhưng mà chắc chắn 100% là như thế. Đúng rồi. Ôi trời, thế tiền đâu? Tiền thì để vẫn để ở vườn nhà nó. Giời, thế mà cũng nói như thật ý. Tưởng là lấy về đây rồi. Ồ kìa, bà chả biết cái gì. Tối nay hai vợ chồng mình cùng sang. Tôi biết chỗ nó giấu rồi. Tôi sẽ đào lên mang về. Lúc đấy ở nhà mình thoải mái tiền mà tiêu ấy. Đúng rồi. Thế là Tết năm nay tôi sẽ cho ông đá gà tiếp. Này, thế ngoài đá gà còn có cho đá cái khác không đấy? Thì đá cái gì chả được. Nhớ nhá. Thôi, bây giờ ấy không phải đi làm ruộng nữa. Còn cái cuốc này gì? Đúng. Tối nay đi cuốc tiền. Thôi rồi, bây giờ hai vợ chồng mình ra quán Mụ Béo làm một bữa thịt chó về đánh chén. Lấy sức tối nay. Sợ đi lâu thế nhở? Không biết có bị phát hiện hay không này. Có khi nào nó dối mình để đi đánh bạc nhỉ? Ui, nếu mà đi đánh bạc thì về đây thì chết với bà. Chiến lợi phẩm của mình đấy. Trời ơi, giỏi tí cái chứ. Này, có bị phát hiện không? Có. Ai? Con chó. Nhưng mà mình yên tâm, nó đang ẳng ẳng. Tôi cho một phát một quả mướp nướng, nó gặm một cái tụt cả lợi, không trổ được nữa. Đây, nhìn này. Ôi, sao là cái mùi này lại yêu thế nhỉ? Nó là mùi tiền mà đi. Chưa bao giờ tôi thấy cái mùi nào nó thơm như thế đấy mình ạ. Ôi, nhìn này. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Giàu rồi, giàu rồi. Này, em là em chưa bao giờ thấy mình đáng yêu như thế đấy nhá. Ơ, thế bình thường tôi không đáng yêu à? Có, nhưng mà đấy, đáng yêu kiểu khác.
Này thế thì đêm nay mình chiều thôi nhá. À nhưng mà mình ơi, tôi nhờ mình việc này. Việc ngày gì? Mai nhá, mình thử lượn qua nhà nó, mình tham thính xem, mình nghe ngóng tình hình xem nhà nó có phát hiện ra không. Được được được, được. Chứ không thì mình cũng không yên tâm lắm đâu. Được rồi, để em làm. Này, thế để cho em ôm em ngủ nhá. Nhưng mà nhớ phải cho tôi ôm với. Chứ mình không được ôm suốt đêm đâu. Thì hai đứa mình ôm nhau. Rồi thôi, bây giờ đi vào đi ngủ luôn nhỉ. Đi đi. Ôi, cẩn thận thôi. Nhiều lắm đấy. Mình ơi, mình dậy, dậy đi, dậy tôi bảo đây. Cái gì đây? Này, em nghĩ là mình trả nó cái hũ đi. Ồ, thế lộ rồi à? Chưa. Thế thì làm sao mà phải trả? Có chuyện này hay lắm. Em vừa đi ngang qua vợ chồng nó, em nghe thấy vợ chồng nó thì thào nói với nhau là vợ chồng nó mới thấy thêm tiền công, vợ chồng nó sẽ đút thêm vào cái hũ đấy. Ủa thế à? Thế thì bây giờ vợ chồng nó cứ chôn thôi. Chả hiểu cái gì sắp. Thế bây giờ mình cầm cái hũ như thế thì nó đút vào đâu? À ừ nhỉ. Thế thì tôi có cách này. Cái gì? Để đêm nay tôi mò vào vườn nhà nó, tôi sẽ đào cái chỗ đấy lên, nhét cái hũ lại như cũ. Khi nào mà vợ chồng nó nhét tiền vào thì tôi lại đào cái hũ tiền đấy lên mang về. Đúng rồi. Đúng không? Mình ơi, em thấy nhá, vợ chồng mình sướng nhở. Chả cần phải làm ăn cái gì mà vẫn cứ có tiền tiêu đều đều. Mình thấy tôi thông minh không? Thế thì mới là chồng của tôi. Thôi được rồi, đi về chuẩn bị thôi. Này, đỡ tôi xuống. Làm sao đây? Thì trèo lên được thì phải xuống được chứ. Nhưng mà cuộc đời tôi chỉ biết lên, không xuống. Chỉ biết lên. Này. Rồi. Lắm. Về nhá. Về. Rồi, đến chưa? Từ từ đã, từ từ đã nào. Để tôi định hình lại. Chiều nay nó chỉ quanh quanh ở đây thôi. Này, hình như là gần chỗ này hay sao ấy. Em thấy mùi tiền rồi đấy, mình ạ. Thấy rồi à? Tôi thấy mùi gì? Mùi tiền. Cái gì đấy? Đúng rồi, đúng chỗ này rồi. Hả? Tôi ngửi thấy mùi rồi. Mùi gì? Khai. Khai cái gì mà khai? Đúng mà, tôi đánh dấu mà. Chiều nay tôi đã đánh dấu đây. Bảo sao tôi ngửi thấy mùi quen đấy. Khai lắm đấy. Thôi được rồi, không phải nói nhiều. Thôi đào đi, đào đi. Mà này, hả? Quốc đâu? Ừ nhờ. Tôi quên mất quốc rồi. Ôi giời, quan trọng như thế này mày lại quên. Đúng là chả làm được cái việc gì sắt. Nói thế thôi, chứ tôi quên làm sao được, thông minh lắm. Cuốc đây này. Đâu? Đây. Có đâu? Thế chả đây thì gì? Ôi giời ơi, cái gì đấy? Rồi, lỡ mà. Giờ này lại còn đùa được nữa. Đào đi. Nào, ngồi ra để tôi ngửi lại cái mùi của tôi. Nó ở đây này. Nhanh nhanh lên. Mình nhanh cái tay lên xem. Đi cho tôi. Trời ơi, nó làm ăn được cái việc gì hết ấy. Đúng cái chỗ này chưa? Tôi thấy rồi. Sao mãi trên đây đấy? Đây. Ôi giời ơi, mình ơi, tôi thấy rồi. Này, mình,
Bây giờ có số tiền này rồi thì mình nghĩ là tôi nên làm gì trước? Bây giờ tôi lại hỏi lại mình, thế bây giờ cả một cái gia tài to thế này thì mình sẽ định mua cái gì? Thì tôi mua mấy bộ quần áo đẹp, lụa để tôi mặc cho nó thích. Tôi mua cả cho mình nữa. Ôi giời, đúng là cái đồ đàn bà, toàn mua cái đồ vớ vẩn. Tôi đang dự định một gia tài này là tôi sẽ mua một căn nhà mới khang trang, to đẹp hơn. Ừ nhỉ, thế sao mà tôi không nghĩ ra nhỉ? Sau đó, mình phải làm một con lợn, một con lợn quánh chén thật tưng bừng, no nê để cho thỏa cơn đói. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Thôi, nhanh, còn bé. Để tôi nói nốt. Thế còn kiểu gì thì kiểu ấy, tôi cũng phải mua một con gà. Con gà này, con gà nó đánh, sẽ đánh chiến thắng tất cả các sới gà ở trong các làng, các tổng. Ôi trời ơi, gà ghét gì, nhanh lên rồi bê này, nhanh lên. Ôi trời ơi, mình thấy cả một dài tài đấy chứ. Tôi để tôi bê cho. Nó phát hiện thằng mất. Đi về. Đi luôn à? Đi luôn chứ còn làm gì nữa. Bao nhiêu công sức, gian khổ, gia tài của chúng mình đã nằm ở đây này. Để tôi. Ôi trời ơi, mình ơi, nó nặng mình ạ. Nhiều lắm đấy. Nghe tôi nói này, ngày mai ra chợ mua ngay một bộ lụa tơ tằm mặc vào. Không phải mặc cái bộ vải tầm thường này nữa. Được chưa? Mình ơi mình, em mà mặc cái bộ lụa vào thì có mà ối người chết. Thì ui không được. À thế này nữa nhá. Ngày mai ấy, mổ ngay một con lợn. Thiết đãi họ hàng hai bên. Giời ui giời. Bắt đầu có tí tiền lại bắt đầu gì đấy. Thắp đầu mà đãi cả rừng. Biết thế. Mình giàu rồi mà, đây này. Thôi được rồi, bây giờ nhá, để xem nào. Mùi tiền. Sao mùi tiền này nó lạ thế nhỉ? Ôi, sao nó nhớt thế nhỉ? Ôi trời ơi! Cái gì đấy? Người thế nào? Sao tiền kiểu gì này? Dồi ôi! À? Cái gì thế? Hả? À? Sao lại thối thế? Suýt thì mất hữu tiền đấy. Mình thấy không? Nếu mà tôi không tương kế tiểu kế thì mất hết. Đúng là chồng mình vừa chăm chỉ, chịu khó lại còn thông minh nữa. Này, ở trên đời này không làm mà cứ muốn có ăn thì chỉ có ăn thôi.